để mà tổ chức được cái nhóm như mà thầy đã cho phép á. Thì ở đây xin giới thiệu, ở đây là Khánh. Thì Khánh là bác sĩ ở Việt Nam. Trước đây bác sĩ Khánh là dạy ở trong đại học và cũng đã dạy ở cái trung tâm cũng như cái viện của chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như là hôm nay là mình chính thức mình cũng thông báo ấy, tại vì cái ở Việt Nam mình thì có cái viện gọi là châm cứu, còn bây giờ chúng ta có một cái viện nữa là viện là nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm, cũng mới thành lập đây mấy tháng này thôi. Và tôi thì là viện trưởng của cái viện bấm huyệt đó. Và hôm nay ấy, là để mà tổ chức á, được cái nhóm như mà thầy đã cho phép á, thì ở đây xin giới thiệu, ở đây là Khánh. Thì Khánh là bác sĩ ở Việt Nam. Trước đây bác sĩ Khánh là dạy ở trong đại học và cũng đã dạy ở cái trung tâm cũng như cái viện của chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay á, thì bác sĩ Khánh sẽ cùng với chúng ta để mà xây dựng cho được cái nhóm ở đây. Tức là cái nguyên tắc của mình từ trước tới giờ, hay là thầy đi đâu cũng vậy, cái nguyên tắc của mình không phải là mình trị bệnh, và mình cũng không chủ trương trị bệnh cho bất kỳ ai. Mình là hướng dẫn cho mọi người trị bệnh lẫn nhau. Cho nên khi mà mọi người đến đây, khi mà gọi điện thoại booking với mình, thì mình cũng sẽ nói rõ là vui lòng mang người nhà tới. Tại vì những cái bệnh của mình ở đây đó toàn là những bệnh mãn tính hết. Mình không có bao giờ mình bấm một lần, vài lần mà người ta hết, phải về nhà trị tiếp. Cho nên là mình hướng dẫn cho người nhà người ta trị lẫn nhau. Và khi mà người ta tới đây thì mình cũng tổ chức cái lớp giống như là hôm nay mình đã tổ chức. Và những anh chị nồng cốt đây, chúng ta sẽ là những người cầm trịch, là những người hướng dẫn lại. Tới khi nào ví dụ như có tới đây 5 người, 10 người, mình cũng làm vậy hết. Bệnh nhân một bên, người nhà một bên, mình hướng dẫn, mình cầm tay cho người ta làm. Tới khi mà người ta làm được thì thôi mình cho về. Còn nếu mình ta làm mà thấy mà bây giờ quá mà ta làm không được đó, thì lúc này mình mới vô mình mô phỏng cho người ta, mình làm cho người ta coi. Và cái nguyên tắc của mình từ đầu tới cuối là mình không có nhận, là tôi không có nhận trị cho bất cứ ai hết. Chứ tại vì nếu mà tới mà mình nói bây giờ là mình vô mình trị bệnh, nhận trị bệnh miễn phí, thì vô đây cái tôi khoái ông ẩn trị cho tôi, 10 người nhà qua ông ẩn hết đây, rồi tôi khoái cái cô này trị cho tôi, 10 người ba qua cái cô này hết massage, bắt cô này massage làm cho tôi hết, thì mình sẽ không có chịu được, mình sẽ không có đủ sức để mình làm. Ví dụ bây giờ mới đầu đây 10 bệnh nhân, 20 bệnh nhân, nhưng mà sau này phát triển ra rồi mấy trăm bệnh tới đây, mình không thể nào mình làm được hết. Cho nên là nguyên tắc từ đầu tới cuối thống nhất, một nguyên tắc một, không trị bệnh cho bất cứ ai. Hướng dẫn người nhà trị bệnh lẫn nhau. Khi người nhà làm không được, mình nhiệt tình, mình hỗ trợ cho thế là người ta làm được thì thôi. Và cái nguyên tắc của mình là như vậy. Nếu như muốn cái chứng chỉ, thì về Việt Nam, cái viện của thầy Châu hoặc là về viện mình đó sẽ cấp chứng chỉ cho mình. Cái đây nói chung là giúp đỡ lẫn nhau, dạ, chứ không có phải điều trị. Ở đây mình có thể mình coi như một cái hội dưỡng sinh, mình giúp đỡ lẫn nhau, đó, vì cái tình thương. Và cái môn này là thập chỉ liên tâm, thập là 10, chỉ là ngón tay ngón chân, liên tâm là kết nối cái tâm của mình với người đối diện để mà mình chữa, để gì? Con giúp cho cha mẹ, vợ giúp cho chồng, chồng giúp cho vợ, đó là liên tâm. Mà một khi mình có tâm rồi đó, là mình phải lấy hết cái sức của mình, ráng làm sao vuốt cũng như làm massage cho người kia khỏe. Một khi mà máu chạy đều hết trong cơ thể rồi, thì lúc đó cái người kia tự nhiên khỏe. Chỗ nào còn bế tắc là chỗ đó đau, chỗ nào hết bế tắc là hết đau. Đó là cái phương pháp của thầy Dương Văn Châu đưa ra, tức là y mau mạch. Cái phương pháp này đó là không có nghiêng về đông y,
nhiều người cũng học thập phủ đạo nhưng ẩn nói vậy đó. Nhưng mà từ 20 tây tháng 8 2012, thầy bác sĩ Dương Văn Châu đã nhận lãnh cái thập thủ đạo này, cái môn thập thủ đạo, bán quyền thập thủ đạo này, tổ chức ra với các nhà khoa học ở Hà Nội để lập lên một cái liên bang đó, lấy tên là Thập Chỉ Liên Tâm, kết nối tình thương chữa bệnh cho nhau. Thành ra đây mình cũng coi như ngay cả bên Pháp tôi cũng vậy, là một cái nhóm anh em, một cái hội, mình cũng như giúp đỡ gần nhau, hay là nhiều người giúp thở thiền cũng vậy thôi, hay là làm yoga cho cái người mình khỏe, chứ không phải như Khánh nói rất đúng, không phải là nơi chữa bệnh, nhất là nói là nơi chữa bệnh miễn phí. Nhiều người lại nói à vậy sướng quá, tôi lợi cho cái cô đó massage tôi một tiếng đồng hồ khỏi trả tiền. Mình không nói vậy đó, mình chỉ giúp cộng đồng, giúp cho gia đình, giúp cho bạn bè có một cái sức khỏe tốt. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.